xe tét chở nước của Jiqueco cung cấp nước sạch cho nhân dân Hà Nội. Đơn vị bán nước cũng chưa có câu trả lời. Sáng 15 tháng 10, liên quan đến việc nguồn nước ô nhiễm, trả lời phóng viên báo Giao thông, ông Nguyễn Hữu Tới, giám đốc công ty cổ phần đầu tư thành lập và kinh doanh nước sạch Jiqueco đơn vị cung cấp nước, khẳng định đơn vị đã làm hết bổn phận của mình. Theo ông Tới, ngay sau khi xảy ra sự cố, Jiqueco đã liên hệ với cơ quan ban ngành và công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà Jiqueco, đơn vị bán nước, để tìm kiếm câu trả lời, từ đó Jiqueco có thể trả lời cho người dân. Nhưng cơ quan công dụng hẹn nay, rồi lại mai và đến nay vẫn chưa trả lời. Đến nay, đơn vị bán nước là Jiqueco, công ty sông Đà, sở xây dựng, cơ quan kiểm định. Cũng chưa trả lời Jiqueco, chưa có thành quả cho Jiqueco, ông Tới nói. Theo ông Tới, trong lúc chờ câu trả lời, Jiqueco đã chủ động bạn bè trong đơn vị liên hệ với tất cả các hộ dân, nhưng chỗ nào nước còn mùa Jiqueco cho xúc xả bơm ra, còn những khu nào người dân thuê người ngoài vào làm thì hết bao nhiêu tiền Jiqueco trả. Nước suối đầu nguồn nước sông Đà chuyển màu đen do bị ô nhiễm. Nếu nước nhiễm độc, xử lý bổn phận thế nào? Luật sư Hoàng Tùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, nêu quan điểm, nếu đơn vị cung cấp nước biết nguồn nước bị ô nhiễm vẫn bán cho khách hàng có thể để ý hành vi vi phạm luật pháp trong quản lý vận hành. Với đơn vị bán nước, cung cấp nước, nếu biết nguồn nước bị ô nhiễm chưa khắc phục mà vẫn cố tình cung cấp nước bẩn, không đảm bảo chất lượng cho khách hàng, với thành quả đặc biệt nghiêm trọng nói trên, hành vi đó của doanh nghiệp cần cá thể hóa bổn phận của cá nhân người quản lý có bổn phận đã chỉ đạo vẫn cố tình vận hành cấp nước bẩn. Khi cá thể hóa được người có quyền hạn của doanh nghiệp có thể để ý hành vi vi phạm luật pháp trong quản lý vận hành được đơn vị giao gây thành quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc đồng phạm với tôi gây ô nhiễm môi trường nguồn nước sinh hoạt theo Điều 235 Bộ Luật Hình sự 2015. Trường hợp này, doanh nghiệp bán nước, cung cấp nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính còn phải chịu bổn phận bồi kém cõi theo hợp đồng cung cấp đã ký và theo luật pháp về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành, luật sư Hoàng Tùng phân tích. Đối với đối tượng là cá nhân mà thực hiện với lỗi cố ý nhằm mục đích làm ô nhiễm nguồn nước của nhà máy cấp nước sinh hoạt gián tiếp thiệt hại cho người dân thì có thể bị xử lý hình sự với tội danh tội gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ Luật Hình sự 2015. Nếu là pháp nhân mến mại hoặc tổ chức cố ý nhằm mục đích làm ô nhiễm nguồn nước của nhà máy cấp nước, có thể xử phạt theo luật pháp tại Nghị định 155/2016, Nghị định ngày 18 tháng 11 năm 2016 của luật pháp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường hoặc để ý truy cứu dứt bổn phận hình sự theo Điều 235, Điều 237 của Bộ Luật Hình sự 2015. Ngoài ra, chủ thể vi phạm này còn bị phạt tiền với mức phạt trên 50 triệu đồng, bị tạm đình chỉ hoạt động lâu dài và buộc khôi phục khắc phục xử lý ô nhiễm trả lại tình trạng như ban sơ khi chưa bị ô nhiễm.